Chào mừng các em đến với chương trình dạy học trực tuyến bộ ngôn ngữ văn 7 của trường trung học cơ sở Chu Văn An. Cô thực hiện video này để các em ôn tập thêm trong thời gian nghỉ lễ nhằm củng cố kiến thức và kỹ năng làm bài kiểm tra cuối kỳ 2. Phần 1, khái quát toàn bộ nội dung cần ôn luyện. Về phạm vi ôn tập, các em sẽ ôn tập từ bài 6 đến hết bài 9 về cấu trúc đề kiểm tra tương ứng với các kỹ năng cần đánh giá. Đối với kỹ năng đọc hiểu, các em sẽ thực hiện 12 câu trắc nghiệm về đặc điểm hình thức và giá trị nội dung của văn bản. Văn bản chọn làm ngữ liệu ra đề sẽ là một văn bản ngoài sách giáo khoa thuộc một trong các kiểu loại văn bản sau: văn bản nghị luận về một vấn đề trong đời sống, văn bản tục ngữ, văn bản thông tin, truyện khoa học viễn tưởng. Các em cần ôn lại tri thức đọc hiểu các kiểu loại văn bản trên đối chiếu với các văn bản cụ thể đã học. Về tiếng Việt, các em ôn lại các tri thức tiếng Việt như liên kết trong văn bản, thành ngữ, nói quá, nói giảm, nói tránh, số từ, mở rộng thành phần chính và trạng ngữ trong câu bằng cụm từ. Thực hành, các em sẽ được luyện tập thực hành xác định yếu tố tiếng Việt, nêu nghĩa thành ngữ, tác dụng của biện pháp tu từ, đặt câu, mở rộng thành phần câu. Về viết ngắn, các em sẽ được yêu cầu trình bày suy nghĩ về một vấn đề gợi ra từ văn bản hoặc nêu nội dung bài học rút ra từ văn bản, viết trong khoảng 3 đến 5 câu. Về kỹ năng viết, các em sẽ luyện viết 3 đề sau. Đề 1, nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về lời khuyên trong câu ca dao trên. Đề 2, viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về nhận định trong câu tục ngữ thất bại là mẹ thành công. Đề 3, viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về lời kêu gọi của Lenin: học, học nữa, học mãi. Phần 2, thực hành tiếng Việt. 1. Xác định các phép liên kết trong đoạn văn sau và nêu tác dụng. Thất bại là điều khó tránh khỏi trên con đường đi đến thành công, nhưng đó chính là người thầy của ta. Bởi qua thất bại, ta rút ra được bài học quý báu. Hơn nữa, thất bại còn là đòn bẩy vực dậy sức mạnh ý chí, giúp ta vượt qua khó khăn thử thách, bước đến thành công. Và dưới đây là đáp án. Phép lọc: từ thất bại ở câu 1 được lặp lại ở câu 3 và câu 4, tạo nên sự kết nối về nội dung ý nghĩa giữa các câu trong đoạn văn. Phép thế: từ thất bại ở câu 1 được thay thế bằng từ đó ở câu 2 để duy trì tiếp đề tài được bàn luận trong đoạn văn. Phép nối: quan hệ từ nhân biểu thị quan hệ tương phản với ý của câu 1. Quan hệ từ bởi biểu thị quan hệ giải thích cho ý của câu 2. Từ ngữ chuyển tiếp: hơn nữa biểu thị ý bổ sung cho ý được nêu ở câu 3. Phép liên tưởng: ở đây có hai phép liên tưởng. Phép liên tưởng thứ nhất là cụm từ người thầy và bài học. Thì hai cái cụm từ này nó có cái cơ sở nghĩa chung, đó là trường lớp. Rồi cái phép liên tưởng thứ hai là từ thất bại và từ thành công. Thì cơ sở nghĩa chung ở đây là kết quả thu được sau khi ta thực hiện một việc nào đó. Tác dụng của các phép liên kết trong văn bản trên: các phép liên kết tạo nên sự gắn bó về nội dung giữa các câu, làm cho đoạn văn có tính mạch lạc. Bài tập 2, xác định phép nói quá, nói giảm, nói tránh trong các ví dụ sau và nêu tác dụng. A. Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Hoàng Trung Thông. B. Bài văn của bạn chưa hay. Và dưới đây là đáp án. A. Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Thì sỏi đá cũng thành cơm là đã vận dụng vào đây phép phu từ nói quá. Tác dụng: phép nói quá đã khẳng định giá trị của lao động. B. Bài văn của bạn chưa hay. Từ ngữ chưa hay đã nói giảm nói tránh để đảm bảo sự tế nhị trong nhận xét góp ý. Bài tập 3, đặt câu với các thành ngữ sau: no cơm ấm áo, một nắng hai sương, ngày lành tháng tốt, sinh cơ lập nghiệp, tối lửa tắt đèn. Gợi ý thực hiện bài tập: tìm hiểu nghĩa của thành ngữ, nắm vững vai trò ngữ pháp của thành ngữ. Thành ngữ có thể làm thành phần câu hoặc thành phần phụ trong cụm từ. Chọn ngữ cảnh, tức là nội dung câu phù hợp với nghĩa của thành ngữ. Chú ý dấu hiệu hình thức được quy định khi đặt câu. Bài tập 4, đặt câu với số từ: biểu thị số lượng chính xác, biểu thị số lượng ước chừng, biểu thị số thứ tự của sự vật. Gợi ý thực hiện:
nắm vững ý nghĩa và chức năng của số từ. Khi đứng trước danh từ, số từ biểu thị số lượng chính xác, chẳng hạn như 2, 3, 4, v.v. hoặc số lượng ước chừng, chẳng hạn như vài, dăm, mươi, v.v. Khi đứng sau danh từ, số từ biểu thị số thứ tự của sự vật, chẳng hạn như nhà 17, phòng số 6, bàn thứ 3, v.v. Lưu ý viết số từ bằng chữ, không dùng con số toán học. Đặt câu đúng ngữ pháp, chú ý dấu hiệu hình thức. Bài tập 5. Mở rộng các thành phần được gặp dưới trong các câu sau và nêu tác dụng. A. Trời mưa. B. Chú mèo đang nằm ngủ ngon lành. C. Dưới ánh trăng, cảnh vật trong thực đẹp. Dưới đây là phần gợi ý thực hiện bài tập. Trước tiên, các em phân tích cấu tạo ngữ pháp ở mỗi câu để xác định thành phần câu cần mở rộng. Với câu A, chúng ta được chỉ định mở rộng thành phần vị ngữ và cô đã mở rộng thành 3 câu trên màn hình. Câu thứ nhất, trời mưa cụm mây. Từ vị ngữ chỉ là một từ đơn mưa, cô đã mở rộng thành cụm từ mưa cụm mây. Cụm mây được cô thêm vào sau mưa để chỉ đặc điểm cơn mưa. Câu thứ hai, trời đang mưa tầm tã. Cô đã mở rộng thành phần vị ngữ bằng cách thêm vào phía trước từ mưa một phó từ chỉ quan hệ thời gian, và phía sau từ mưa từ có sức gợi tả đặc điểm cơn mưa. Ở câu thứ ba, trời mưa lâm râm suốt từ chiều đến giờ. Cô cũng thực hiện mở rộng thành phần vị ngữ của câu bằng việc thêm vào hai thông tin. Thông tin thứ nhất là thông tin về đặc điểm cơn mưa qua từ lâm râm. Thông tin thứ hai là thông tin về thời gian cơn mưa kéo dài. Ở câu thứ hai, chúng ta được chỉ định mở rộng thành phần chủ ngữ. Câu mở rộng thứ nhất, hai chú mèo con. Chủ ngữ này được cô mở rộng bằng cách thêm vào phía trước chú mèo số từ 2 và phía sau từ con để vừa cho biết thông tin về số lượng, đối tượng sự vật cũng như đặc điểm của sự vật. Ở câu thứ hai, chú mèo tam thể nhà bên đang nằm ngủ ngon lành. Cô đã mở rộng thành phần chủ ngữ bằng việc thêm vào hai thông tin. Thông tin thứ nhất được thêm vào qua từ tam thể để chỉ đặc điểm của chú mèo. Nhà bên được cô thêm vào sau thông tin thứ nhất để xác định đối tượng được nói tới trong câu. Ở câu thứ ba, chú mèo mẹ tặng em hôm sinh nhật đang nằm ngủ ngon lành. Thành phần chủ ngữ trong câu này được cô mở rộng bằng việc thêm vào mẹ tặng em hôm sinh nhật cũng nhằm cụ thể xác định đối tượng được nói đến trong câu. Ở câu C, chúng ta được chỉ định mở rộng thành phần trạng ngữ. Cô đã mở rộng thành 3 câu với 3 trạng ngữ như sau. Ở câu thứ nhất, cô có trạng ngữ được mở rộng dưới ánh trăng hiền hòa. Cô đã thêm vào từ hiền hòa để gợi lên cái đặc điểm của ánh trăng qua cảm nhận của người biết. Ở câu thứ hai, cô đã mở rộng thành phần trạng ngữ bằng việc thêm vào sau ánh trăng cụm từ đêm rằm để giúp cho người đọc liên tưởng đến cái đặc điểm sáng của ánh trăng. Ở câu cuối cùng, cô đã mở rộng thành phần trạng ngữ trong câu bằng việc thêm vào sao ánh trăng quê nhà, và quê nhà được thêm vào sao ánh trăng đã gửi gắm tâm tình của người viết qua câu văn. Còn về tác dụng của việc mở rộng thành phần câu, câu sau khi được mở rộng sẽ biểu đạt cụ thể điều muốn nói và có sức gợi tả cao. Phần 3, cô củng cố lại cách ta viết bài văn nghị luận về một tư tưởng đạo lý. Các em cần phải luyện tập 3 đề sau. Đề 1, nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về lời khuyên trong câu ca dao trên. Đứng trước đề văn, chúng ta cần thực hiện tìm hiểu yêu cầu đề. Đề bài yêu cầu trình bày suy nghĩ, tức là ta phải viết bài văn nghị luận, bày tỏ ý kiến của mình. Còn lời khuyên trong câu ca dao, ở đây chính là vấn đề cần bàn luận.
toàn bộ bài văn nghị luận cần tập trung làm nổi bật ý nghĩa của tình người trong một nước và lòng nhân ái nói chung. Tiếp theo là phần tìm ý và lập dàn bài. Mở bài, chúng ta cần nêu ý kiến của người viết về vấn đề và dẫn câu ca dao. Các em chú ý dẫn đầy đủ theo hình thức thể lục bát. Phần thân bài, chúng ta có các việc sau đây cần thực hiện. Việc đầu tiên là giải nghĩa câu ca dao. Ở cái bước việc giải nghĩa này, chúng ta lần lượt giải nghĩa từng đơn vị từ, sau đó hợp thành nghĩa cả câu. Sau khi giải nghĩa câu ca dao, nhằm xác định vấn đề cần bàn luận, chúng ta sẽ thực hiện bước bàn luận vấn đề gắn với câu hỏi tại sao người trong một nước phải yêu thương nhau. Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta sẽ có 3 ý chính. Ý thứ nhất, người trong một nước cùng dòng dõi lạc hồng, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau lúc khó khăn hoạn nạn là một biểu hiện hướng về nguồn. Ý thứ hai, giúp đỡ tạo điều kiện để người nghèo cải thiện đời sống là tiến tới xây dựng một đất nước không còn cảnh bần hàn đói khổ, đồng thời mang lại cho những người kém may mắn niềm vui và niềm tin vào điều tốt đẹp trong cuộc sống, tạo nguồn sức mạnh giúp họ đứng vững và vươn lên trong cuộc đời còn nhiều khốn khó. Ý thứ ba, tình người trong một nước làm nên nét đẹp của đời sống văn hóa dân tộc. Tới đây chúng ta sẽ thực hiện câu phê phán. Xã hội ta không chấp nhận hạ người vì tư lợi mà chà đạp lên hạnh phúc của người khác. Thực hiện xong bước phê phán, chúng ta có thể mở rộng vấn đề để cái sự nhìn nhận vấn đề của mình được toàn diện sâu sắc. Chúng ta cũng khai triển theo 3 ý sau đây. Ý thứ nhất, tình yêu thương giữa những người trong cùng một nước cũng chính là khởi nguồn của lòng yêu nước, là tiền đề của sự đoàn kết làm nên sức mạnh chiến thắng ngoại xâm. Ý thứ hai, ngày nay tình yêu thương còn vượt qua sự giới hạn về địa lý, thể hiện tình người không biên giới, mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp. Ý thứ ba, mang lại niềm vui cho người khác, ta cũng nhận lại được sự an lạc trong tâm hồn. Sau khi chúng ta trình bày làm rõ ý nghĩa của tình người trong một nước hay lòng nhân ái nói chung, chúng ta sẽ thực hiện bước định hướng hành động cho người đọc người nghe với các ý cụ thể như sau. Thứ nhất, không nên thờ ơ dửng dưng trước số phận con người. Thứ hai, quan tâm giúp đỡ người gặp khó khăn hoạn nạn bằng tấm lòng trong sáng. Sau cùng chúng ta sẽ viết kết bài. Ở kết bài chúng ta cần thực hiện khẳng định ý kiến của người viết. Có thể chúng ta khẳng định qua 2 ý sau đây. Ý thứ nhất là chúng ta sẽ khẳng định câu ca dao đã gửi gắm một lời khuyên sâu sắc. Ý thứ hai, chúng ta sẽ khẳng định tình người trong một nước làm nên nét đẹp đáng tự hào của đời sống văn hóa dân tộc, hay lòng nhân ái làm cho cuộc sống này thêm đẹp, thêm ý nghĩa. Cuối cùng là các em đừng quên liên hệ bản thân và chú ý phù hợp với nội dung vấn đề. Đề 2, viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về nhận định trong câu tục ngữ thất bại là mẹ thành công. Chúng ta cũng thực hiện khâu tìm hiểu yêu cầu đề. Đề bài yêu cầu trình bày suy nghĩ, tức là phải viết bài văn nghị luận, bày tỏ ý kiến của mình. Còn nhận định trong câu tục ngữ chính là vấn đề cần bàn luận. Trong cả bài văn nghị luận, chúng ta cần tập trung làm rõ giá trị của sự thất bại. Tiếp theo là phần tìm ý và lập dàn bài. Mở bài, chúng ta cũng cần phải nêu ý kiến của người viết về vấn đề cần bàn luận. Thất bại tuy để lại tổn thất nhưng đồng thời mở ra cơ hội cho ta có được thành công sau này. Tiếp theo, chúng ta sẽ dẫn câu tục ngữ thất bại là mẹ thành công. Ở đây cô cũng lưu ý, giữa hai bước nêu ý kiến của người viết về vấn đề cần bàn luận với bước dẫn câu tục ngữ, các em có thể dẫn trước rồi nêu ý kiến sau vẫn được nha. Nhưng chú ý, khi ta dẫn câu tục ngữ trước và nêu ý kiến sau thì tránh diễn đạt theo hướng nêu nội dung câu tục ngữ. Thân bài, chúng ta cũng thực hiện bước đầu tiên là bước giải nghĩa nhằm xác định vấn đề cần bàn luận qua câu tục ngữ. Đầu tiên chúng ta sẽ giải thích nghĩa từng đơn vị từ ngữ. Thất bại là không đạt được mục đích như dự định, trái với thành công. Mẹ là người sinh ra con, nhờ có mẹ mới có con. Thông qua phép so sánh, người xưa nhắn nhủ chính những thất bại trong cuộc sống giúp ta có được thành công trên đường đời.
Tiếp theo là bước bàn luận gắn với câu hỏi tại sao lại nói thất bại là mẹ thành công. Chúng ta cần tập trung làm rõ ba ý chính sau đây. Thất bại giúp ta đúc rút được những kinh nghiệm quý báu. Thất bại còn nhắc nhở ta không được chủ quan. Thất bại thúc đẩy người có tính kiêu hãnh tìm đến thành công. Sau đó chúng ta sẽ mở rộng vấn đề. Thất bại còn góp phần tôi luyện đức tính kiên trì và thực hiện phê phán. Đáng chi trách những kẻ dễ bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Sau khi chúng ta trình bày làm rõ giá trị của sự thất bại, chúng ta sẽ định hướng hành động cho người đọc, người nghe. Thứ nhất, dũng cảm đối mặt với thất bại, kiên trì vượt qua khó khăn. Thứ hai, bình tĩnh phân tích nguyên do thất bại, tìm cách khắc phục ở lần sau. Sau cùng chúng ta sẽ viết kết bài. Kết bài chúng ta cũng sẽ khẳng định ý kiến của người viết qua hai thao tác sau đây. Thứ nhất là chúng ta sẽ nhận định câu tục ngữ gửi gắm một bài học thiết thực, và sau đó chúng ta sẽ khẳng định thất bại là tiền đề của thành công. Cuối cùng, đừng quên liên hệ bản thân phù hợp với đề 3. Viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về lời kêu gọi của Lenin: học, học nữa, học mãi. Chúng ta cũng thực hiện tìm hiểu yêu cầu đề. Đề bài yêu cầu trình bày suy nghĩ, tức phải viết bài văn nghị luận, bày tỏ ý kiến của mình. Còn lời kêu gọi của Lenin chính là vấn đề cần bàn luận. Toàn bộ bài văn phải tập trung làm rõ sự cần thiết phải học tập suốt đời. Tìm ý và lập dàn bài. Mở bài, các em nêu ý kiến của người viết về vấn đề cần bàn luận. Ở đây, ý kiến cần phát biểu chính là việc học cuối cùng cần thiết trong cuộc sống và phải duy trì suốt đời. Sau đó chúng ta sẽ dẫn câu học, học nữa, học mãi. Phần thân bài, bước đầu tiên vẫn là bước giải nghĩa. Chúng ta sẽ lần lượt giải nghĩa từng đơn vị từ ngữ, sau đó học thành nghĩa cả câu. Học là hoạt động tiếp thu kiến thức của nhân loại từ sách vở, qua sự hướng dẫn của thầy cô, từ sự trải nghiệm thực tế và những mối quan hệ xã hội. Học nữa là học thêm, nâng cao, bổ sung vào những điều đã học. Học mãi là học không ngừng. Như vậy học tập là việc phải tiếp tục suốt đời. Khác với đề 1 và đề 2, bước bàn luận ở đề 3 đòi hỏi chúng ta phải thực hiện lần lượt hai câu hỏi. Tại sao phải học? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần tập trung làm rõ hai ý chính sau đây. Kiến thức do học tập mang lại giúp ta xử lý tốt mọi việc trong đời sống. Ý thứ hai, tri thức do học tập đem lại cũng là chiếc chìa khóa vàng mở cánh cửa tương lai. Sau khi chúng ta làm rõ được giá trị nói chung của việc học, chúng ta cần phải tập trung xoáy vào vấn đề tại sao phải học nữa, học mãi. Với hai lý do sau đây, kho tàng tri thức của nhân loại là vô cùng vô tận. Ngừng học là tụt hậu, không đáp ứng yêu cầu của xã hội và thời đại. Nếu như cái bước tại sao phải học, học nữa này mà chúng ta không quan tâm đúng mức là chúng ta đặt sai trọng tâm yêu cầu đề. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện bước phê phán. Thật đáng chê trách những ai chấp nhận sự trì trệ, thiếu tinh thần cầu tiến học hỏi. Tiếp theo là bước định hướng hành động. Cần có ý thức chủ động học tập mọi lúc mọi nơi để nâng cao hiểu biết bằng nhiều hình thức phương tiện. Học theo tinh thần văn ôn võ luyện. Để bàn luận vấn đề một cách toàn diện, sâu sắc, chúng ta cũng nên thực hiện thêm bước soi chiếu mở rộng vấn đề. Thứ nhất, cần phải chọn lọc học hỏi những điều bổ ích, tránh ôm đồm, chuộng rộng, thiếu sâu. Thứ hai là học nên đi đôi với hành, thì việc học mới có ý nghĩa. Sau cùng vẫn là phần kết bài. Chúng ta cần khẳng định ý kiến của người viết qua hai bước. Một là ta nhận định lời kêu gọi của Lenin hoàn toàn có cơ sở thực tế. Thứ hai là chúng ta sẽ khẳng định sự cần thiết phải học tập suốt đời. Nếu ngừng học sẽ lạc trôi giữa dòng chảy tri thức bất tận. Cuối cùng, các em đừng quên liên hệ bản thân và phải nhớ là phù hợp với nội dung vấn đề nhé. Sau khi thực hiện tìm ý và lập dàn bài, chúng ta sẽ dựa vào dàn bài lần lượt dựng từng đoạn văn từ mở bài đến kết bài. Đầu tiên là dựng đoạn mở bài. Có hai cách mở bài: mở bài trực tiếp và mở bài gián tiếp. Đây là mở bài trực tiếp cho đề 1. Khi cơ nhỡ lúc khốn khó, cô xin lỗi, khi cơ nhỡ khốn khó là lúc con người cần biết bao những tấm lòng bác ái, những nghĩa cử cao đẹp. Vì vậy, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau lúc khó khăn hoạn nạn là việc làm hết sức ý nghĩa.
Ông cha ta cũng luôn khuyên dạy con cháu điều này qua câu ca dao: nhiễu điều phụ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Phần in nghiêm trong đoạn văn chính là phần nêu ý kiến của người viết về vấn đề cần bàn luận. Còn phần in đứng chính là phần dẫn câu ca dao chứa đựng vấn đề cần bàn luận. Tiếp theo là mở bài gián tiếp. Mở bài gián tiếp phân biệt với mở bài trực tiếp qua dấu hiệu. Ở câu đầu tiên chúng ta sẽ chưa nêu vấn đề hay là bày tỏ ý kiến của người viết về vấn đề cần bàn luận, mà chúng ta sẽ tìm một cái ý dẫn nhập. Chẳng hạn như: con đường đi đến thành công không hề bằng phẳng, ta thường trải qua những lần vấp ngã, thất bại khiến ta nản lòng. Để khích lệ cháu con vững chí, ông cha ta đã chỉ rõ thất bại là mẹ thành công. Thật vậy, thất bại tuy để lại tổn thất nhưng đồng thời mở ra cơ hội cho ta có được thành công sau này. Phần in nghiêng trên màn hình ở mở bài gián tiếp cũng chính là phần nêu ý kiến. Thì trong cách làm này, phần nêu ý kiến thực hiện sau bước dẫn câu tục ngữ. Tiếp theo, cô hướng dẫn cách dựng các đoạn văn bàn luận vấn đề ở thân bài. Về nội dung, bước bàn luận tập trung trình bày ý nghĩa, giá trị, sự cần thiết của vấn đề trong đời sống. Về phương pháp, bước này đòi hỏi cao nhất kỹ năng nghị luận, tức trình bày làm sáng tỏ ý kiến chủ đạo của người viết được nêu ở mở bài. Muốn vậy, phải hình thành hệ thống ý kiến nhỏ, tức các ý trong bước bàn luận ở dàn bài. Mỗi ý kiến nhỏ cần được trình bày làm sáng tỏ qua việc triển khai thành một đoạn văn theo hướng quy nạp hay diễn dịch. Với hướng diễn dịch, ý kiến nhỏ sẽ được nêu ở đầu đoạn như câu chủ đề của đoạn văn, các câu còn lại sẽ trình bày bằng chứng kết hợp với lý lẽ làm sáng tỏ câu chủ đề. Và đây là một đoạn văn minh họa cho cách trình bày theo hướng diễn dịch. Các con cùng cô đọc lại đoạn văn trên màn hình nhé. Học tập mang lại cho con người tri thức, sự hiểu biết. Những tri thức ấy giúp ta xử lý tốt mọi việc trong đời sống. Chẳng hạn, trong xây dựng, người ta vận dụng nguyên lý rồng rọc để vận chuyển lên cao khối lượng lớn gạch cát. Thực tế cho thấy, đứng trước một công việc hay một vấn đề nào đó, người có trình độ hay hiểu biết sẽ có cách giải quyết nhanh chóng và hợp lý. Bởi lý thuyết soi đường cho thực hành, giúp ta tiết kiệm công sức, rút ngắn thời gian mày mò thử nghiệm. Tất nhiên khi đó công việc cũng sẽ đạt kết quả cao. Các câu in nghiêng ở đầu đoạn văn là ý kiến nhỏ, tức câu chủ đề của đoạn văn. Câu chẳng hạn trong xây dựng, người ta vận dụng nguyên lý lồng rọc để vận chuyển lên cao khối lượng lớn gạch cát. Câu này là bằng chứng. Phần còn lại là chuỗi lý lẽ phân tích bằng chứng hướng tới làm sáng tỏ câu chủ đề. Giữa ý kiến, bằng chứng, lý lẽ phải được kết nối chặt chẽ. Cách thứ hai là cách trình bày theo hướng quy nạp. Đầu đoạn văn sẽ nêu bằng chứng, rồi dùng chuỗi lý lẽ phân tích bằng chứng với định hướng làm rõ ý kiến nhỏ. Khi đã đủ cơ sở thuyết phục người đọc người nghe, thì chốt ý bằng việc nêu ý kiến ở cuối đoạn như một sự kết luận. Và các em cùng cô theo dõi đoạn văn minh họa. Hễ là người Việt, dù ở đồng bằng hay miền núi, đều thuộc dòng dõi Lạc Hồng, lại lớn lên trên cùng dải đất hình chữ S, cùng trải qua bao thăng trầm suốt chiều dài lịch sử dựng và giữ nước. Điều đó khác gì anh em cùng một huyết thống, lớn lên dưới một mái nhà, cùng chung hưởng bao hạnh phúc, vượt qua bao hạn nạn. Đã là anh em một nhà với bao gắn kết thiêng liêng ấy, thì phải yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Điều này chính là sự hiếu đệ của cháu con đối với tổ tiên, một biểu hiện của thái độ hướng về nguồn. Trong đoạn văn này thì thành phần ý kiến được in nghiêng ở cuối đoạn. Câu đầu tiên của đoạn văn là thành phần bằng chứng. Rồi các câu tiếp theo là thành phần lý lẽ dùng để phân tích bằng chứng hướng tới làm rõ cho ý kiến nêu ở cuối đoạn. Cuối cùng là dựng đoạn kết bài. Ở đề 1, cô có mẫu minh họa kết bài.
Tóm lại, câu ca dao gửi gắm một lời khuyên sâu sắc: lòng nhân ái làm cho cuộc sống này thêm đẹp, thêm ý nghĩa, đồng thời góp phần tạo nên nét đẹp văn hóa đáng tự hào của dân tộc. Các em đừng quên liên hệ bản thân cuối phần mở bài nhé. Kết bài cho đề 2. Tóm lại, câu tục ngữ gửi gắm một bài học thiết thực: thất bại là kim chỉ nam mở lối cho ta đi đến thành công. Nhìn nhận thất bại theo chiều hướng tích cực, ta được tiếp thêm sức mạnh trên hành trình hướng tới mục tiêu đã đề ra. Và cuối cùng cũng vẫn là liên hệ bản thân. Kết bài cho đề 3. Như vậy, lời kêu gọi của Lenin hoàn toàn có cơ sở thực tế: ngừng học đồng nghĩa với lạc trôi giữa dòng chảy tri thức bất tận. Các em cũng nhớ liên hệ bản thân phù hợp với nội dung vấn đề. Cô mến chúc các em đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới.